nếu mà ăn thêm bánh quậy không này mình cho nè. Ủa, họ không có tính tiền hơn à, bánh quậy không tính tiền nha. Ừ. Ồ đấy là chị Lòng lá cho cô để trên bàn nha con. Cô ăn xương ha. Dạ ở cho một xương một giò đi cô. Có nhiều quá vậy? Ui cái này không, cái này là thêm thôi, còn cái này là vậy á. Thì trước mắt mình đó cả nhà là đủ mồi nhậu luôn rồi đó, nhưng mà chỉ có 90.000 thôi cả nhà ơi. Tô này là tô xương giá là 40 nha cả nhà. Cái này chứng tỏ là cô nấu á, cô nấu với lại cháo á. Wow, húi cực. Rồi ăn cái tô này xong nó xíu. Đó. Mình sẽ cho nó vào đây nha cả nhà, cho nó nóng. Cái này hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Funny Hùng đây. Mình đang có mặt ở ngay con đường tên là Hoàng Thừa Hoa, và con đường này cả nhà là mình thấy vào buổi sáng sớm á, quán ăn rất là đông luôn cả nhà đó. Thì như mình được biết á, là gần đây á, là cũng có những cái công ty rồi xí nghiệp á, cho nên là có những anh chị công nhân ăn cũng đông lắm, cho nên đó là lý do con đường này buổi sáng rất nhiều quán ăn. Và trong đó thì có một quán mà lâu rồi mình cũng chưa ăn ở nhà, đó là quán cháo lòng. Thì hôm nay mình sẽ mời cả nhà đến với quán cháo lòng của cô này. Thì một tô giá cũng chỉ có 25.000 thôi, nhưng mà mình thấy rất là nhiều luôn. Rồi, địa chỉ đây là số 202 đường Hoàng Thừa Hoa, hẻm 202 Hoàng Thừa Hoa. Bên đây là quận Tân Phú nha cả nhà. Đó, đây. Cháo lòng, cháo giò. Ở đây đặc biệt là có thêm giò heo đó cả nhà. Cái này là mình đang đứng ngay góc Hoàng Thừa Hoa với lại đường hẻm 202 Tô Hiệu. Rồi, con chào cô nha. Đó thì cô bán là được bao nhiêu năm rồi cô? Không, cô bán chè 20 năm rồi, cái này cô bán chừng mới mấy tháng à. Ủa vậy hả? Bán chè 20 năm rồi, trước kia bán chè ba màu cũng 300 mỗi lượng á, quán của chiều tối. Dạ. Còn cái ra bán cháo thì mới ra bán. À. Mới ra bán nhưng mà bán ổn không cô? Ở nhà bán được 8 lon thôi, biết nhiều. À 8 lon hả? Dạ, ngày bán được 8 lon. Nhận như này thì cỡ chừng chục ký trở lại à. Thì ở đây là cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? 6 giờ cô cho có rồi. 6 giờ cô bán tới cỡ chừng chắc cũng bên 10 11 giờ hả? Như trì ra bữa đó. Dạ. À. 10 11 giờ. Ở đây là món ăn cô là con thấy chuyên cái món về lòng với lại có thêm cái giò heo quá. À, lòng giò heo. Cháo giò, cháo lòng, cháo giò. Giò. Đó. Cái này cô lấy là con nghĩ chắc đồ ngày nào lấy ngày đó luôn. Đúng rồi, ngày nào hết cho cô là ngày nào hết là cô lấy à, cô không để qua ngày đâu. Dạ. Còn cái nồi cháo của cô kìa cả nhà. Đầy nồi rồi nha. Bán 8 lon nha. Cô có thể cho con xem bên dưới có xương không cô? À xương cô vớt bên trên rồi. À. Giờ cô vớt bên trên quyết còn phân quyết. Ở trong đây còn quyết với cháo. Ở có mấy cục đó là gì vậy cô? Là cũng xương này nè đó. À. Mình hầm á. Hầm. Tại vì ngày cũng hầm cỡ 3 ký xương à. Dạ. Xương giò rồi kia. Đó. Còn dồi rồi này kia cũng đã cái chục ký à. Cái dồi đó cô là nhà mình làm luôn hả cô? Ở nhà mình làm mấy á. À, dồi này là kiểu dồi vậy. Giờ người Nam mới phải người Bắc, Bắc là giờ huyết. À. Rồi. Giờ này là giờ chiên. Giờ của mình lấy là. Giờ phèo cũng là. Với gần đây có công ty xí nghiệp nào không cô? Mỗi lần trong đây nhiều lắm á, mà giờ người ta bị dời đi hết trơn rồi. À. Thành ra giờ nhà đây nhà trọ nhiều lắm. Nhà trọ. Nhà trọ đó, mấy nhà lầu là nhà trọ không á. Ở chung chung quê là nhà lầu nhà trọ không á. Bởi vậy con mới thấy là đây nhà quán ăn. Ở đây có nhiều quán ăn kìa. Nhiều lắm, bây giờ quá trời luôn. Dạ, chứ con thấy đường này trong hẻm so với ngoài kia mà lại quán ăn nhiều hơn luôn. Ừ, nhiều lắm. Ờ. Tô cháo hả? À, có phành gì? Tô nó đầy đủ phải không? Gì? Bé này là cũng trong xóm hả con? Cũng xóm mà cô bán công nhân rồi này kia ghé nhiều như vậy. Dạ. Đại một đông mới bán như kiệt luôn. Ồ hồ vậy hả? Ờ, bán nhà chặt sáng rồi con ơi. Cô bán có mình hả cô? Có mình, có tự đi làm á. Họ có thành viên gần. Cái này là bao nhiêu con? Thì 25 ngàn á, coi gì mình chất lên trên, chất sẵn vậy nè. À. Đó mình lập sẵn hết trơn cho nó nhanh, cho nó không kịp á. Dạ. Đó cũng là cái này. 25 cả nhà, bỏ hồ rất là thực sự. Còn
nếu mà ăn thêm bánh quẩy không này mình cho nè. Ủa, họ không có tính tiền hơn à, bánh quẩy không tính tiền. Đó vậy đó, nói chung là khu này mình bán bình dân thôi. Đúng rồi con, đúng bình dân đầy đủ hết trơn, nhiều lắm mà. À thì bây giờ cô làm cho con, cô thắc mắc ở đây không biết mình có bán giống như một tô cháo với một dĩa lòng không? Có, con muốn ăn vậy cũng được. À là nếu con một tô rồi cắt riêng cho con dĩa. Đúng rồi. Rồi có. À. À cái đó nếu mà bán vậy thì cô bán 50. Cô cũng bán 50 à? À. Ờ à, tại vì một tô là 25 mà ta ăn riêng ăn rồi cũng vậy à. Đó. Để riêng cho con ăn. Dạ. Đó giờ con muốn ăn vậy cô làm vậy cho con ăn. Rồi. Vậy cô làm cho con một tô cháo không đi với một tô lòng. Rồi. Đó. Để cắt bánh riêng rồi. Dạ, thêm bánh. Không, bánh miễn phí. Đó. Dạ. Ăn theo kiểu một tô cháo với một dĩa lòng là giống như người ngoài Bắc đó cô. À, ở đây thì bỏ vô tô là cô. Dạ. Mình bán 25 ngàn đâu có lời đâu mà mình. Trời ơi, vậy mà cô bán lâu rồi. Hồi đó bán thời gian cái nghỉ bán lại. Dạ. Đây thích cái là bánh quậy miễn phí đây nha. Ờ, tại gì bánh chè mệt quá đấy. Bánh chè lâu rồi nấu chè. Rồi đó, cô bán chè ba màu đắt lắm. Dạ. Mà tại mệt lúc làm nổi. Con lấy đầy đủ ha. Dạ, con ăn đầy đủ. Cái này lát nữa cô cũng học ít thôi con. Lát nữa cô trụng qua cháo cho nó nóng nóng cho tụi con thấy con. Ừ, cái này là tại con thích ăn nóng nóng. Ờ đúng rồi, cái này cô trụng qua nóng. Để lát cô để vô cái tô cho. Dạ. Ờ thường không biết sao không? Cái này để vô cái tô cho ăn cháo lên. Đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ kiểu này giống như là cô mới làm đúng không? À. Cho nên là phải. Không, ai ăn vậy cô vẫn phải ra trụng để riêng đó chứ. À. Cô đâu có để chung được. Để chung nó mới ngon. Nạt nạt tim. Ok, để coi cô sẽ làm sao nha. Ở đây con thấy có thêm cái giò với xí quách đó. Dạ, cô lấy cho con thêm cái đó luôn nha. Thêm cái đó thì mình sẽ tính tiền thêm. Cái đó là một tô hả? Con bỏ, cô bỏ hai cục luôn, tính 25 ngàn. À, hai cục cô tính 25 ngàn. Người ta ăn ở đây người ta có nói cô bán rẻ quá không? Ai cũng nói bọn cô bán gì cũng rẻ đó, cô bán chè cũng rẻ nè. Ờ, dạ. Dạng cô bán bình dân đó. Dạ. Nó vậy đó. Ok. Nói xong rồi đó. Ồ. Thấy để là chị lòng. Lá cô đâu có để trên bàn cho con. Còn cái... giá đầy đủ ha. Còn cái xương với lại cái giò của cô để vô để trong, tô trong, lên. Trong tô cháo á, đúng rồi, cô để trong tô lên. Cháo á. Thì ai ăn cô làm vậy không nó chứ. Dạ. Cái tô này của cô ăn chắc no tới chiều á. Ở đây người ta bán, cô bán nhật. Công nhân người ta ăn á, người ta bán rẻ cho người ta ăn, người ta đi làm á. Tô này chứ ăn nhiều lắm á. Cô bán bình dân lắm. Em làm sẽ ăn không hết tô này. Dạ, múc cho con tô lưng. Thôi cô cứ múc quá. Dạ, cô cứ múc bình thường. Dạ. Như cô bán á. À thì cô bán cô múc vậy. Dạ. Mấy ông nhậu hay mua mồi đem về á. Trời sáng sớm nhậu rồi trời. Trời ơi, nhất là chủ nhật á, mấy ông mua mồi nhiều lắm á. Dạ. Con đi vô. Đó, ngon vậy rồi. Đó, để đem ra bàn cho con. Dạ, rồi. Con còn cái... À, cái xuồng. Để ra bàn đi, có múc cho con tô luôn. Ừ, thêm tô nữa hả? Tô xương không? Trời ơi. Con ăn xương ha. Dạ. Ở cho một xương một giò đi cô. Cái giò màu móng hay móng đi rồi. Còn nhiều quá vậy? Ui cái này. Không, cái này là thêm thôi, còn này là vậy á. Cô hay cho thêm tao lắm. Trời. Rồi vậy đó. Khoan nha. Cái này 25 là đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái này rồi cô hay cho thêm. Thêm à, vậy đó. Ủa. Không phải. Là cô bán như một cái móng với một cái này là 25, một cái móng này là 25. Đó. Là vậy á. Nói chung là một phần là này là cô bán 25. Trời ơi trời. Là... Nhưng mà một phần như vậy giờ làm bao nhiêu? Vậy là tính vậy là 40. 40. À. Đó. Đó là cái con ăn cái cô chan cháo lên. Dạ. Cho nó nóng. Đó. Rồi. Đó. Cái gì đó. Ừ. Là con ăn cái cô chan lên. Cô làm tới 3 tô luôn, không mấy cô đổ. Không, cái này là hai tô cháo không, con này con ăn không, con chấm nước mắm con ăn không. Ừ.
chứ họ không có cho ăn cháo lên. Ủa vậy rồi hả? Lát cô thì đưa miếng nước cháo lên cho nóng cho con chấm ăn thôi. Dạ. Cái này cũng tính tô cháo. Ồ. Cái này chỉ tô xương thôi. Dạ. Nó là vậy á. Rồi, ok, bây giờ mình ra mình uống thịt. Đi đến ra là hầm bà lặng vậy là 90. 90. Đó là vậy á. Đó là 50 nè. Này 40, hai tô cháo ăn kèm không tính tiền. Nó vậy á. Thêm cái dĩa quậy nữa. Dạ, dĩa quậy. Rồi, ok, giờ con sẽ ăn thưởng thức. Cảm ơn cô nha. Rồi. Đây. Đây, đây, đây. Con em ra bạc, con ngồi. A few minutes later. Wow. Ở đây trước mắt mình đó cả nhà. Là đủ mồi nhậu luôn rồi đó. Nhưng mà chỉ có 90 ngàn thôi cả nhà ơi. Ở đây mình đã gọi ra là một tô lòng này là tô này là tô xương, giá là 40 nha cả nhà. Đó. Là có rất là nhiều. Ôi, bên trong có cháo luôn nè. Cái này chứng tỏ là cô nấu á, cô nấu với lại cháo á. Nhưng mà đồ cô lấy là đồ tươi mới á, mỗi ngày luôn. Đó. Nè. Thịt nhiều lắm nha. Rồi còn có thêm giò với móng nữa. Nhưng mà cái này á nếu mà mình muốn ngon á. Nè, giò. Có móng giò. Mà cái này muốn ngon á là mình phải làm vậy nè cả nhà ơi. Wow, hối cực. Rồi ăn cái tô này xong chắc no xỉu. Wow. Đẹp kìa. Đó. Tại vì cái này mình phải ăn nóng. Mình để thấy ở đây giống như là cô bán là cô sẽ giống như là cho vào trong cháo luôn á cả nhà. Chứ cô không có trụn. Cô không có trụn nước sôi. Cho nên khi mà bán ra những cái dĩa như vậy á, mình thấy ăn kèm với cháo để nó có cái độ nóng ha. Trời, cháo mà chấm mắm ớt là đúng bài rồi. Lòng chứ. Lòng mà chấm mắm ớt. Nói chung là cũng sẽ tùy theo mỗi người ha. Có nhiều người ta sẽ thích ăn ăn thịt nó nguội nguội một xíu để cho nó dễ cắn. Hoặc là em á thì đặc biệt là cái gì em cũng phải hâm, cái gì nó cũng phải thật là nóng xong em thổi em ăn chứ em không ăn nguội được, nhưng có những cái ăn nguội nó lại ngon. Ừ, phải nóng hổi vừa thổi vừa ăn đúng không? Nên là cứ tùy theo cái khẩu vị của cả nhà nha. Ok. Mắm ớt có thêm chanh nữa cả nhà ơi. Hết bài rồi. Cái này thêm tiêu nữa ha. Rồi, ok. Mời cả nhà thưởng thức cùng với mình nha. Ok. Nhiều quá. Còn tiên ăn cái này luôn cho nóng đi nè. Cái này gọi là cái sườn, cái gì? Sườn que, đúng rồi. Cái này mình không thể nào mà chấm ra được luôn cả nhà. Nên mình chỉ có nước ăn như vậy thôi. Nó mình ăn rồi nè. Oh. Gục dưới đó. Gục. Wow. Nói chung là thịt đây là cô nấu với cháo thôi cả nhà. Nên cái vị giống như thịt luộc ha. Nhưng mà chấm với mắm ăn với cháo vào sáng sớm thì rất là ngon. Miếng cháo này. Cháo này vị hơi hơi mặn nè, giống như vị mình thích. Có thêm lớp tiêu nữa. Cháo này rất là đậm đà đối với mình. Ở trong cháo á, để trộn lên. Nè, có tô cháo nè cả nhà. Ba cục huyết to, chản luôn á. Ở trong cháo mình thấy là sẽ có những cái miếng thịt như vậy nè. Thì do là cô lúc mà cô hầm xương á nó bị rụt. Rớt ra. Mà ăn thì sẽ rất là gọi là rụt luôn. Lòng nè. Mình sẽ cho nó vào đây nha cả nhà. Cho nó nóng. Em tưởng chứ không cho hết rồi được không? Cho nó có cái mùi thơm xíu. Tại vì mình cho vào cháo. Tại vì cái này là kinh nghiệm mình biết nha. Nếu mà lòng mình để ngoài lâu thì nó sẽ cái mùi nó sẽ không có được trọn vẹn. Cho nên là mình sẽ làm như vậy. Đó, thôi mà mình rửa này lên. Thịt thì thơm. Có một lớp gân. Da thì giòn. Kết hợp với lại cái vị cháo á, nó chảy hòa lẫn với lại miếng thịt. Nạc tim. Nạc tim nè.
Đó, cái này giống như là cái gân cuốn giòn giòn. Đó, cái này là gân nè. Rồi thịt. Đó, lớp gân nè. Cảm nhớ. Cái đặc tiên là cái chẳng dừng. Ừ, đúng rồi đó. Nó chẳng dừng luôn á. Nhưng mà anh không biết là chẳng dừng á là nó nằm ở bộ phận nào. Hình như là có ở, giống như là ở đùi hay ở vai hay là ở đâu của con heo á là có cái chẳng dừng. Và cái này nạc tim đã nằm ngay cái tim. Là nó nằm kế bên cái tim mà là có cái nạc tim này nè. Đó. Thì nó giống giống nhau nhưng mình cũng không biết phân biệt sao. Nhưng mà ở dưới quê á, em hay ăn nạc tim của vườn ba là cái này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái lộn, cái chẳng dừng. Chẳng dừng chẳng dừng. Đó, cho nên là dưới quê là em gọi nó là chẳng dừng. Chẳng dừng chiên nước lắm. Ừ, ngon lắm. Ừ, có hầm ốc tiêu với lại gừng á. Bánh mì vơ sữa. Quý cũng dài. Ăn nóng rồi mấy rồi. Ừ. Giờ miền Nam thì sẽ ra hồi sẽ có xả anh hả? Đúng rồi. Giờ chiên. À. Đã đây đi, xíu rồi nó thấm đi rồi mình ăn. Giờ mình qua bên đây nha, khám phá bên đây. Bên đây là nó cũng nóng rồi đó. Ui cái móng nè. Đây cái móng. Này để mình rưới mắm lên. Ui cái móng này núng nính. Mềm thiệt. Đây phèo nữa nè. Nhiều quá. Là ngon. Cái giữa đầm. Ăn bơ đi rồi. Nhiều món để ăn lắm. Ừ. Món quậy nữa. Đây bỏ vô. Đặc biệt bánh quậy miễn phí nha cả nhà. Hay rồi. Rồi cái cháo này nó vị nó hơi mặn xíu rồi nên mình không có dám chan vô, sợ nó về sau nó mặn đó. Đã chưa? Rồi mời cả nhà. Rồi mềm quá. Rồi này hình như chưa có chiên. Anh nghĩ là cô làm xong mà cô nấu lên chứ không phải là chiên. Nó mềm lắm. Có tiêu nè. Thơm mùi xả. Thịt cũng mềm, thịt bên trong cũng mềm. Nhưng mà là quan trọng là nó không có bị khô. Lưỡi. Đúng rồi cháo. Không còn ấm thôi, ấm thôi, không nóng. Đã đảo nãy giờ rồi. Huyết quá to rồi. Ăn miếng huyết xong rồi mình sẽ ăn cái đó. Cô cắt, cô để theo lớp á. Rồi ăn nha. Mấy món lòng thì mình duyên rồi, chuyên về món lòng rồi. Ủa cái này gân á. Thôi mời cả nhà nha. Cái này mình nghĩ mình cắn nó sẽ rớt hết luôn á. Nhưng cái này mà to giò mỏng rồi, xương rồi 40 ngàn. Thì mình nghĩ là cũng giá cũng bình dân đó cả nhà ơi. Mình được 2 cục giò 3 miếng xương. Nếu phải mãi thêm cháo nữa nha. Quỷ cháo. Nếu mãi thêm cháo này nữa. Quẩy thường á mình ăn riêng á sẽ với giá là 3 ngàn đến 5 ngàn thôi. Thường là vậy đó, nhưng mà ở đây cô quẩy cô đâu có tính tiền.
Rồi còn một miếng gì nữa không? Cuốn hồng. Đây. Này mình chấm vô luôn. Ô, quên phải cho vào cháo chứ. Cho vào đây đi. Cháo bên này nó còn nóng tại mình ít khuấy á. Giờ ăn tiếp tô này. Phèo nè. Cháo này nè. Ai mà ăn ngon á, kiểu như ngon miệng cầm đấy, ăn múc rồi luôn. Rồi lại cuốn họng lên. Lại cuốn họng. Mặn mà the the của tiêu quá, nó làm cho cảm giác mình muốn sặc hơn, nhưng mà cái mùi rất là thơm nữa nha, ăn rất là ok. A few moments later. Rồi mình ăn xong á là có nước dừa luôn, ở đây cô có bán nước dừa nữa. Mới đầu mình tưởng nước suối ở cả nhà, nhưng mà không, nước dừa rất là thơm. Ok, thì mình vừa mới hoàn thành xong là một tô phần cháo lòng, và nói là ăn no nê luôn cả nhà. Thì cái này là phần này là hai người ăn là dư sức luôn, dư sức no luôn, yên tâm. Với lại ở đây đặc biệt là gì, cháo á cô lấy thêm là không tính tiền đó. Ví dụ như nãy mà mình có nhờ cô cho thêm cháo và cái tô xương á, tô xương tô giò là cô cũng sẵn sàng cho luôn, là tính ra mình tới 3 tô mà giá thì cũng vẫn là 90 thôi. 90 là do một phần lòng, dĩa lòng của mình rất là nhiều là 50 rồi, còn cái này là 40. Thì mình thấy cái giá này nó cũng khá là hợp lý, khi mà như cô chia sẻ là gần đây cũng có những anh chị công nhân nè, đó đi làm những công ty nhà máy là thường cũng hay ghé đây ăn đó, hoặc là những ai mà buổi sáng sớm cho con đi học mình ghé đây ăn một tô cháo, thì nó cũng có một cái gì đó gọi là lưu lại kỷ niệm để sau này khi mà mình lớn lên là mình sẽ nhớ về nó. Như Khanh là Khanh hồi đó cũng có một quán cháo ở Long An là bây giờ Khanh vẫn cứ nhắc hoài cả nhà đó. Thì nếu như cả nhà muốn thì có thể ghé qua để trải nghiệm nha, ở ngay góc đường của hẻm 220 đường Tô Hiệu và cái đường Hoàng Hoa Thiều. Rồi thì một lần nữa, nếu cái nhà thiếp hay đừng quên cho mình một like, một share cũng như là một lượt đăng ký để clip được tương tác nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha, bye bye.